Chào các em, trong video ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta toàn cảnh số phức trong các đề thi tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục từ năm 2017 đến năm 2020, từ năm vừa qua. Thế thì thầy giới thiệu chúng ta các câu trong số phức trong các đề thi để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn, để chúng ta có kế hoạch ôn thi tìm các dạng câu cho nó phù hợp, tránh những câu quá dễ hoặc câu quá khó. Những câu quá khó nhiều khi cũng không vào, chúng ta học mất nhiều thời gian. Chúng ta nhìn có một cái cách để chúng ta có chiến thuật ôn thi cho nó phù hợp, chứ chúng ta cũng đừng có ôn những cái phần quá tràn lan, những cái mà chúng ta thấy rằng nó có thể không thể vào được. Thực ra thì cái chỗ này thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc kỹ, bởi vì bây giờ các đề thi thử cũng rất là nhiều, và chúng ta cần cân nhắc cái lượng kiến thức của mình làm sao cho phù hợp, và cái chiến thuật ôn thi chúng ta xem là mức độ chúng ta cần là bao nhiêu, 8 điểm, 9 điểm, để chúng ta sẽ ôn theo cái mức độ như thế nào, và đặc biệt là những cái câu dễ thì đừng có mất điểm. Thì trong cái video hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta các câu, và thầy sẽ để cái file đề ở trong phần mô tả, và thầy giới thiệu các câu sau. Đây. Từ cái bắt đầu từ năm 2017 là bộ cho chúng ta thi trắc nghiệm, và năm 2017 thì có đề minh họa, rồi đề tham khảo lần 1, rồi đến đề tham khảo lần 2, thử nghiệm rất là nhiều đề, mà số phức cũng tương đối nhiều. Đây là năm 2017. Năm 2017 thì cũng khá nhiều câu liên quan số phức. Năm 2018 là cái năm mà được gọi là đề khó nhất trong các năm đã thi. Đấy. Thì số phức. Đây là câu trong đề chính thức đây. Đó. Đây là đề chính thức này. Cái câu trong đề tham khảo để chính thức đây, những cái câu mà được gọi là khó nhất trong vấn đề chính thức là chính là cái câu số 45 đó. Năm 2019 thì đề mức độ vừa phải, đó là sự kết hợp của năm 2017 và 18, mức độ có thể dễ chịu hơn, đề cũng không phải là quá khó, liên quan đề tham khảo và đề chính thức. Cái câu khó nhất ở đây nó chính là cái câu số 55, để gọi là khó nhất. Đó. Còn lại thì các câu phía trên này thầy đánh giá là mức độ vừa phải. Tiếp tục câu năm 2020 thì riêng năm 2020 có một cái đặc biệt, đó là chúng ta giảm tài do dịch Covid. Thì cái việc giảm tải đó thì nằm ở chương số phức, do đó năm 2020 có hai lần thi, hai đợt thi, đợt 1 lần và đợt 2 thì đề gần như không có câu nào ở số phức ở dạng khó cả, toàn câu cơ bản. Đấy. Do đó các bạn cần có cái chiến thuật ôn thi làm sao cho nó phù hợp, cũng đừng quá đi sâu vào những cái câu nó khó quá, đấy, có chăng thì chúng ta chỉ có mất một điểm thôi. À, tức là một câu thôi, tức là 0,2. À, chúng ta cần lưu ý cách học làm sao cho nó phù hợp. Thế bây giờ thầy sẽ chính thức giải chi tiết từng câu một. Chúng ta sẽ đi vào câu 1. Câu 1 đây, trong cái đề minh họa lần 1 năm 2017. Thì câu này được gọi là câu cơ bản rồi. Câu cơ bản nói về cái số phức liên hợp thì thầy nói qua về mặt lý thuyết, có bạn học rồi, có bạn có thể là mới bắt đầu học thì cái phần lý thuyết là có thể là chưa nắm chắc. Cái này chúng ta nắm phần lý thuyết tốt thì ok, không vấn đề gì cả. Người ta cho cái số phức z mà bằng a cộng với bi thì cái số phức liên hợp của nó, phức liên hợp là z ngang chính là bằng a trừ bi, tức là đổi dấu phần nào
đổi số phần ảo. Vậy thì dễ dàng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là phần ảo chúng ta nhớ ở đây đây A được gọi là phần ảo, à phần thực xin lỗi, phần thực. B được gọi là về phần thực. B gọi là phần ảo. Đó chỗ này này. Đấy. Thế ta lưu ý là tránh trường hợp rất nhiều bạn đã bị nhầm là BI là phần ảo, chỗ này này, BI phần ảo. Đấy là sai nhá. B là phần ảo, I là đơn vị ảo, ta lưu ý như vậy. Thế dễ rồi, vậy thì cái câu số 1 rất là dễ. Đó là Z là bằng 3 cộng với à xin lỗi trừ 2i. Thì Z ngang chính là bằng 3 cộng với 2i, đúng không? 3 cộng 2i. Thì phần ảo đấy, phần thực, phần ảo thì dễ rồi, phần thực là bằng 3, phần ảo là bằng 2. Thực bằng 3, ảo bằng 2. Thì là đáp án chúng ta là đáp án gì? À, đáp án D rồi, phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2. À, sẽ có bạn là nhầm đáp án C, được chưa? Chúng ta lưu ý. Đây, chúng ta sẽ khoanh vào đáp án D. Đó, phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2. Xong. Đấy, câu số 1 rất dễ thôi, đúng không? Cái này thì liên quan đến phần thực, phần ảo của một số phức. Tiếp tục sang câu số 2. Cho Z bằng 2 cộng với 5i, tìm số phức với kép. Cái này 1 là bấm máy, 2 là tính. Thực ra cũng rất dễ thôi, tính bằng tự luận này. Thì nó sẽ lâu hơn một chút so với bấm máy. Thế ta sẽ có đây, câu số 2. Câu 2 đây. Thứ nhất là V kép bằng, thầy làm tự luận này, y này nhân với 2 cộng với 5y cộng với z ngang, vậy kiến thức về z ngang tức là 2 trừ 5y. Đấy, nhân tung ra thôi, 2y cộng với 5y bình cộng với 2 trừ 5y. Rồi y bình thì bằng bao nhiêu? Y bình thì bằng trừ 1, sau đó ở đây chúng ta sẽ có bằng 2y trừ đi 5 cộng với 2 trừ 5y. Rồi phần thực, phần thực tức là chỗ nào cộng ở đây giống như ta nhân nhóm biểu thức thôi, chỗ có y thì nhóm y đấy, kiểu thế. Thì đây sẽ bằng 3 trừ 3 trừ 3y. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có là trừ 3 trừ 3y, vậy đáp án là B, trừ 3y và y. Cái đấy là liên quan đến chúng ta làm tự luận cũng rất là nhanh thôi. Còn tuy nhiên thì gần như là bạn nào câu này cũng tạm bấm máy hết. Chúng ta bấm máy như sau. Đây, bấm máy đây. Trước tiên bấm máy số phức thì ta bấm menu 2 là số phức đây, cái chữ y này. Đó, thế thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ có bấm máy là y này, y đây nhân với 5 cộng với 2 cộng 5 y. Rồi cộng với 2 trừ 5y bằng đấy trừ 3 và y. Ok, còn nếu có thể một cái biểu thức nó dài, sau này thầy giới thiệu luôn cái biểu thức nó dài, chúng ta có thể cái số phức liên hợp ấy, z ngang này này, để trong máy tính nó có cái chức năng, ví dụ như thầy nhập là x nhân y đi cộng với x ngang tức là z ngang đó, thì ta thấy đây ta nhìn này, số 2 này, con gì, con gì gì đây, đúng không? Ở chỗ này này, đây là con gì g đây, đây chính là số phức liên hợp, ấn số 2 vào, đó, con gì g đây, x, đây, thì bây giờ mình can thôi, can, x bằng mấy, 2 cộng với 5y, bằng, đó, cũng ra kết quả, để chưa, hãy đỡ phải nhập nhiều, chúng ta can, cũng rất đơn giản. Đó. Nhưng biểu thức nó dài thì người ta nhập thế này sẽ tận lợi, còn nếu không thì người ta sẽ nhập tay. Tuy nhiên là sau nó cộng dài 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 lần sau thì người ta sẽ nhập thì nó dễ hơn. Rồi ok. Đấy. Tiếp tục. Cái câu số 3. AB là lượt phần thực và phần ảo. Rồi, cái câu này thì làm vẫn sai nữa thì thôi bỏ, đúng không? Phần thực là gì? Phần thực là 3. Phần ảo là trừ 2 căn 2, đúng không? 3 trừ 2 căn 2, 3 trừ 2 căn 2, đúng không nhỉ? Vậy đáp án ở đây. Đấy, rất đơn giản thôi, đây ba câu đầu. Rất dễ, đây thuộc dạng gì? Cơ bản. Rồi. Tiếp tục. Ta sang câu số 4. Câu số 4 này liên quan đến là phương trình bậc 2. Đấy, phương trình bậc 2. À, và bấm máy. Chúng ta sẽ bấm máy. Chúng ta nhớ này, đối với
cái số phức ấy, hay trong không gian phức ấy, thì phương trình bậc 2 luôn có nghiệm, nhớ thế nhá. Còn trong không gian thực thì phương trình bậc 2 có thể có nghiệm hoặc là gì? À, vô nghiệm. Khi mà delta nó âm ấy thì phương trình bậc 2 là vô nghiệm thực, tức là không nghiệm thực. Nhưng trong không gian phức thì người ta lưu ý là nó phương trình, một cái phương trình bất kỳ hệ luôn có nghiệm và số nghiệm của nó luôn bằng bậc số bậc ấy. À, ví dụ phương trình bậc 2 thì luôn có hai nghiệm, là lưu ý như vậy. Đó. Thế thì đến đây chúng ta bấm máy thôi, chắc chắn là bạn nào bấm máy chả ai giải tay gì cho nó mệt cả, đúng không? Đến đây thì 100% là bấm máy, bỏ máy tính bấm bấm phương trình bậc 2 thôi. 2 2 phương trình bậc 2 nhập 4 bằng trừ 16 bằng 17 bằng rồi đó, chúng ta thế này. Ok, nó có phần ảo dương, có phần ảo dương, phần ảo dương là cái số này rồi đúng không, của phương trình phần ảo dương đây, phần ảo dương của phương trình này thì chắc chắn là 4 cộng với y trên 2, phần ảo nó là 1 phần 2 là dương rồi đúng không. Thì trên mặt phẳng tọa độ điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức W y nhân z không, trước tiên ta có thể lưu một là nhớ, hai lưu thôi, chúng ta lưu vào store và a đó, lưu vào rồi. Ok, biến a của chúng ta nó đã có cái số phức này rồi, rồi ta sẽ quay về ta nhân thôi. Đây alpha a này xem bằng có đúng không nhá. Wow, ta lưu vào a rồi mà đúng không, ta vừa rồi. À thì chết rồi, ta này ở bên a nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ra cái số, mình phải 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 chỗ này lưu ý này, bình thường người ta lưu được nhưng bây giờ ta phải nhớ này. Đấy, lưu được nha, ta sẽ lại vừa rồi như nó vào 4 cộng với y trên 2 sao lại nha, 4 này bằng này trừ 16 bằng 17 bằng ok bằng này đấy. Đây ta sẽ 4 cộng với y trên 2 tức là 4 cái z0 này, này sẽ bằng 4 cộng với y trên 2 đó. Nhưng vừa rồi ta lưu chỉ lưu được một phần thực thôi đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái phân số này nhân với y thôi anh, đúng rồi nhân với y thôi, 4 cộng với y chia cho 2 nhân với y bằng rồi thằng này nhân với y z không thì bằng trừ 1 phần 2 cộng với 2 y đó. Thế bây giờ chúng ta thấy này, điểm biểu diễn chúng ta thêm một cái, thứ nhất ở cái nội dung của cái câu này gồm có hai nội dung, thứ nhất giải phương trình bậc 2 trong không gian phức đó, hay trong cái tập số phức. Tiếp tục này, ý thứ hai ở đây đó là điểm biểu diễn của số phức đấy, trong cái mặt phẳng tọa độ OY. Thế ta biết rằng là một cái số phức z bằng a cộng b thì trên cái mặt phẳng OY, trên OY thì được biểu diễn, cái z được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ là AB. AB, được chưa? Chúng ta lưu ý kiến thức này. Thế thì từ đây chúng ta thấy ngay là điểm M sẽ có tọa độ là gì? Trừ 1 phần 2, 2. Trừ 1 phần 2, 2, vậy là đáp án B rồi đúng không? Trừ 1 phần 2, 2, đáp án B chúng ta. Đấy, rất là dễ thôi. Tiếp tục. À, tính modulus của số phức. Modulus của số phức Z1 cộng Z2 đến câu số 5. Đúng không? Câu số 5 chúng ta thấy câu 5 này nhìn dễ thôi. Thứ nhất là Z1 cộng Z2 đã, Z1 cộng với Z2. Ở đây chúng ta có hai kiến thức cơ bản, kiến thức thứ nhất là tổng của hai số phức. Tổng thì bằng phần hai số phức ấy thì phần thực cộng phần thực, phần ảo cũng phần ảo thôi. Thì chúng ta sẽ lấy 1 cộng 2 là mấy? Là 3. 1 trừ 3 là trừ 2. Còn kiến thức thứ hai là
Module đúng không? Module tức là module của Z1 cộng với Z2 đây. Thì chính là bằng module của 3 trừ 2y đây. Thì chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình cộng với trừ 2 bình. Đấy. Tức là module của số phức thì bằng bình phương của phần thực cộng với bình phương phần ảo căn bậc 2. Và đây chúng ta sẽ bằng căn bao nhiêu? Căn của 9 cộng 4 là 13. Đúng không? Căn 13. Căn 13 là đáp án A rồi. Đấy. Nào ta. Ok chưa? Ở đây thầy có thể giới thiệu chúng ta cách bấm máy. Chúng ta bấm máy đây. Đó. Đây thì cái này bấm máy thì rất là dễ thôi. Module chính là giống như chỉ tuyệt đối đấy, ABS đây này, đúng không? 3 trừ 2y nhập vào là xong thôi, bằng đấy, căn 13 rất là dễ. Ok, xong câu số 5. Tiếp tục câu số 6 lại liên quan đến điểm biểu diễn. Vậy thì trước tiên là chúng ta phải tìm số phức Z. Đấy. Cho số phức Z thỏa mãn này, hỏi điểm biểu diễn Z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên. Cái này rất dễ thôi đúng không? Trước tiên ta rút Z ra thôi, Z bằng 3 trừ y chia cho 1 cộng y, 3 trừ y chia cho 1 cộng y. Ok, cái này lại máy tính đúng không? Máy tính của chúng ta. Rồi. Nhập thôi, 3 trừ y 1 cộng y bằng trừ 1 trừ 2 trừ 1, 1 trừ 2 y bằng 1 trừ 2 y. Rồi, 1 trừ 2 y thì đương nhiên điểm M có tọa độ bao nhiêu? Cái điểm M là 1 trừ gì? Trừ 2. À đây nó có M là PQ. Đâu 1 trừ 2 đâu? 1 trừ 2, 1 trừ 2 thì điểm Q này đúng không? Đây 1 đây. Phải trừ 2 đây. Đúng không? Đó. 1 trừ 2 vậy là điểm gì? Điểm Q đáp án là B của chúng ta. Ok, đấy kêu số 6 rất là dễ thôi. Đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp tục, các câu số 7 đấy chính là minh họa. Đấy. Câu này thì liên quan đến phương trình trùng phương của Z, tức là trong cái tập số phức phương trình trùng phương. Phương trình này luôn luôn có bốn nghiệm. Đúng không? Trong cái tập số phức. Chúng ta rất dễ thôi, ta giải phương trình bậc 2 trước, xong rồi gì? Trước tiên ta giải phương trình bậc 2 trước nha. Bạn ta lưu ý một chút, tí là thầy sẽ nói chúng ta này. Giải phương trình bậc 2 này. Đầu tiên cứ giải phương trình bậc 2 nữa. Câu số 7 này, đó, là chúng ta sẽ nhập là 1 trừ 1 trừ 2. 1 bằng trừ 1 bằng trừ 12 chứ bằng một thằng bằng 4, một thằng trừ 3. Ồ, vậy thì cái phương trình Z mũ 4 trừ đi Z bình trừ đi 12 bằng 0 tương đương với Z bình bằng trừ 3, Z bình bằng 4. À, cái này chúng ta sẽ thấy ngay là tương đương với khai căn đây thằng chính là bằng 3y đây, y bình phương trừ 1 là bằng y bình phương thì ta sẽ được z bằng cộng trừ y căn 3. Và đây z bằng thế này giải bình thường thôi cộng trừ 2. Vậy dễ quá rồi, chúng ta thấy này. Cái thằng này có cái module là z1 đây, ví dụ đây z1. Z1 bằng y căn 3. Z2 thì bằng trừ y căn 3. Rồi Z3 thì bằng 2 và Z4 thì bằng gì? 2. Vậy module thì chính là bằng 2 rồi, còn đây module thì bằng căn 3, đúng không? Vậy đây chúng ta sẽ là module của Z1 cộng với module Z2 cộng với module của Z3 cộng module của Z4 bằng bao nhiêu? 4 cộng với 2 căn 3. 4 cộng 2 căn 3 đáp án là C. Đó. Ở đây tính module, ôi quá dễ rồi. Câu số 8 bấm máy, máy luôn. Đây ta bấm máy luôn thằng này nha. Module này mở ngoặc ra 3 4 trừ 3 y nhân với 1 cộng y. Rồi bằng ra ngay 5 căn 2.
Đáp án là C. Đó. Những câu này chỉ mang tính chất nhận biết và cùng nắm là thông hiểu, đúng không? Chứ không bao giờ. À, vậy thì chúng ta thấy những câu này là chúng ta ăn điểm, nhớ là ăn điểm. Đó. Tiếp tục này, câu số 9. Câu số 9 của chúng ta. Câu số 9 thì ta cũng để ở đây thì chúng ta cũng tìm cái phương trình bậc 2 liên quan đến tức là nghiệm của Z1, Z2. Chúng ta Z1, Z2 ta giải phương trình bậc 2. Rồi, 1 bằng 1 bằng 1 bằng. Đó. Đây có đây. Chúng ta đây có hai cách này, tí nữa chúng ta sẽ thấy này, có hai cách. Cái thứ nhất là chúng ta nhớ được cái này, ta bấm máy bình thường thôi là xong, đúng không nhỉ? Đó. Được chưa? Bấm máy này. Để thầy tí thầy thử lưu vào A xem cái không gian phức A nó có ra không nhá. Bây giờ mình cứ thử lưu vào A đã. À, mình cứ ghi x1 đấy nhá. Z1 đây. Z1 thì bằng trừ 1 cộng với căn 3y trên 2. Z2 đương nhiên là bằng trừ 1 trừ căn 3y trên 2 rồi. Đó, đây là câu số 9 này. Rồi mình thử lưu vào nhá xem có. Ok, xem tí nó còn lưu A có đúng số phức nào, chúng không gian phức. Rồi, về đi. Đấy, tí đỡ đỡ mình nhập lại. Rồi. Đây, xem store A thì nó có đúng không. À, giờ đúng rồi, ok. Vậy thì chúng ta nhớ là chuyển sang không gian phức thì nó sẽ có cả này. Đấy. Đây, chính xác rồi, A rồi, B xem nhá. Xem phải chưa? Đúng rồi, ok, vậy lưu được rồi nha. Nhớ đấy, lưu vào thì trong không gian phức nó vẫn có này. À, nhớ phải chuyển sang mode 2. Vừa rồi thầy đẩy sang mode 1 thì nó chỉ phần thực thôi, là đúng rồi đấy. À, thế bây giờ thứ nhất là ta cứ nhập vào này thôi. A bằng A bình alpha A bình phương cộng với B bình cộng với AB. Rồi, bằng, đúng không? Tính P mà. Không, vậy đáp án là D. Đó, đây là cách thứ nhất dùng máy tính mà chắc rằng đến 90% là dùng máy tính thôi. Đó. Cách thứ hai là người ta biến đổi theo VS. Ta có P bằng Z1 bình cộng với Z2 bình cộng với Z1, Z2. Chúng ta đưa vào tổng và tích thì ta là Z1 cộng với Z2 tất cả bình. Đương nhiên là trừ Z1 Z2 rồi. Được chưa? À, vì cộng 2 lần thì phải trừ đúng không? Ok rồi. Cái này thì lớp 9 ta các bạn đã được học rồi, đặc biệt lớp 10 này ôn lại thôi. À, lớp 10 cũng có, lớp 9 cũng dùng cái này tương đối nhiều, đúng không? Cái tổng tổng hai nghiệm thì bằng trừ B trên gì? Trên A, tức là trừ B trên A trừ 1. Vậy thằng này trừ 1 bình phương. À, tích hai nghiệm là C trên A trừ đi 1 nữa thì bằng 0. À, thực ra đây người ta sẽ có cho ta hai hướng làm. Một là các bạn làm nhớ về cái kiến thức cũ thì làm rất là nhanh. À, tuy nhiên không nhớ thì chúng ta có máy tính bấm. À, tùy. Ok, đây là câu số 9 chúng ta. Tiếp tục câu số 10. À, câu số 10 này thì cũng vẫn là điểm biểu diễn số phức Z. À, điểm M trong hình vẽ biểu diễn số phức Z, tìm phần thực và phần ảo của Z. Thì điểm M này, M đây, nó có hoành độ là bằng 3, tung độ bằng trừ 4. Vậy thì cái số phức Z lúc này chính là bằng 3 trừ 4y. Đúng không? 3 trừ 4y thì phần thực là mấy? Là 3, phần ảo là trừ 4 rồi. 3 trừ 4 đấy, đáp án là C. Đó, ok, rất dễ thôi. Ồ, số này số phức liên hợp của thằng này. À, số phức liên hợp như vừa rồi thầy nói là bình thường là nhân ra xong xong thì nhân tung ra xong tìm cũng được. Cái này rất là dễ thôi, đúng không? Đây đề thí nghiệm đúng không nhỉ? Nó rất là dễ thôi. À, câu số 10 11 này, quá là dễ luôn. Đấy, nhưng mà bình thường xem máy tính chúng ta cũng làm được. Ví dụ máy tính đây. Máy tính thì 2 đây. Rồi mình nhập luôn cái thằng này vào chắc cũng được. Y thầy chưa nhập thẳng đâu, để xem nào. 3y hay là 1 cộng 3y.
bằng như thiếu mù ạ. Rồi đây mới đủ đấy. Bằng. Đấy, trừ 3 trừ y đấy, trừ 3 trừ y trừ 3 trừ y đáp án D rồi. Đó. Xong đỡ phải nhân. Được chưa? Đấy số phức liên hợp. Thế còn nếu mà nào nhân thì dễ thôi, đầu tiên nhân z vào quá cũng dễ thôi mà. Y ví dụ như biểu thức dài dài với 3 cộng 1 nhân tung vào thôi. Nên là 3y bình cộng với y. Đúng không? 3y bình thì bằng gì? Y bình bằng trừ 1 thì trừ 3 cộng y. Đương nhiên là z ngang thì bằng trừ 3 trừ y. Đó. Bạn nào này không làm được nữa thì thôi bỏ đi, không phải học nữa. Đúng không? Tiếp tục. Sang câu số 12. Cũng vẫn là đề thử nghiệm. Năm 2007, 2017 là có khá nhiều đề thi thứ ba cái đợt để đề cho cái đề minh họa thử nghiệm và tham khảo. Đó. Thế còn đề chính thức cũng có nhiều số phức. Đó. Thì đây câu 12 nó thuộc đề thử nghiệm. Ở đây thì module ô dễ quá rồi, ta rút đây là Z này nhá. Z này bằng này. Ta chuyển vế này. Đây nhá, từ cái thằng Z nhân với 2 trừ y cộng với 13 y bằng 1, ta rút ra này. Chuyển vế sang bên này này là 1 này trừ đi 13 y này chia cho 2 trừ y. Đây bấm luôn thằng này luôn. Đấy, bấm luôn này. Đấy, mô đun đúng không? Nó tìm hỏi tìm mô đun Z này. Bấm luôn chuyển 1 trừ 13 y chia cho 2 trừ y. Đúng không? 1 trừ 13, 2 trừ y. Ok rồi. Bạn. Đấy. Căn 34, vậy là đáp án A rồi. Đấy, đáp án A. Đấy, đáp án A. Ok, rất là dễ. Câu số 13 cũng đề thử nghiệm. Câu số 13 này tìm số phức Z. À, câu này thì thầy sẽ giới thiệu ta hai cách. Thứ nhất là chúng ta dùng tử luận, cách hai là dùng máy tính để tính đó, nhanh hơn một chút. Đó. Thế đây câu số 13 này, 13. Thứ nhất là người ta đây Z bằng A cộng BI đây. Thì ta có Z đây, Z bằng A cộng với BI. Đương nhiên AB thuộc R rồi. Thế thay vào thôi, 1 cộng với y nhân với z tức là nhân với a cộng với bi. Rồi. Cộng với 2 z ngang là a trừ đi bi bằng 3 cộng với 2y. Rồi nhân tung ra thôi. Nhân tung ra. Đây là a này, 1 a là a này. Cộng với bi này. Cộng với ai này. Cộng với bi bình này. Cộng với 2A này trừ 2BI này bằng 3 cộng với 2Y này. Đấy, bên này là y bình phương mình trừ 1 này. Đó, xem này. A cộng A này. A cộng A này. Thì thằng này này này. Nó thành 3 này. Đấy, gạch thì đỡ bị nhầm này. Được chưa? Y bình thì chỗ này bằng trừ chữ B này. Chỗ này là trừ B này. Đúng không? Vậy trừ B. Chỗ này trừ b này, gạch thằng này đi này, đỡ bị nhầm này. À này bi trừ đi 2bi thì còn trừ b này, trừ b vậy thì cộng với a trừ bi này thì bằng 3 cộng với 2i này. Và từ đây ta sẽ có hệ này. Phần thực bằng phần thực, hai số phức bằng nhau. Đây phần thực bên này đây, đây là phần thực đây. Là 3a trừ b thì bằng 3. A trừ B thì bằng 2. Giải hệ ta được là A bằng B bằng, bấm máy. Bằng trên này thì thầy trên trừ dưới, đúng không? Trên trừ dưới thì có phải là A 1 phần 2. A 1 phần 2 thì B bằng bao nhiêu? B bằng 3 phần 2 à? Đúng không? 1 phần 2 thì B trừ 3 phần 2 đúng không? Trừ 3 phần 2 cộng 1 phần 2 là 4 phần 2 rồi, trừ 3 phần 2. Đó. Thì từ đây suy ra A cộng B. A cộng B 1 là còn trừ 1. Trừ 1 hình như thế đúng không? Rồi.
2 phần 2 mà. Đấy, còn trừ 1, trừ 1 thì đáp án là gì? C rồi. Ok, đáp án C này. Đấy. Được chưa? Đấy là cách mà ta nhân cũng nhanh thôi, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì có một cách mà đặc biệt nếu như cái dạng người ta ở đây trên kênh của thầy có một cái video hướng dẫn cái dạng này rồi. Chúng ta đưa về cái dạng mà đây thầy đưa dạng là một cái số phức A nhân với Z cộng với số phức B nhân với Z ngang thì bằng số phức C. Thì chúng ta sẽ nhập cái biểu thức này vào, chúng ta can để tìm ngoài cái biểu thức C này phải để nguyên. Đó. Thế thì đây có dạng chuẩn rồi thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đây chúng ta sẽ có là 1 cộng với y này nhân với x. Đó, x x chính là z cộng với 2 nhân với số phức liên hợp đây x. Ok, bây giờ ta can thôi. Can x bằng khi nhập rồi nhá, ta can x bằng 100 cộng với 0,01 y để chúng ta dễ dịch này. Đây sau này đóng vai trò là A này, thằng này đóng vai trò là B này. Đó. Chưa? 100 cộng với 0,01 y bằng này. Rồi, đấy, nhìn này khó nhỉ. Rồi, đây bằng chúng ta sẽ bằng là gì? Bằng 299,99 cộng với 99,99 y. Rồi, thế bây giờ ta dịch số này. Dịch này nhá, ta dịch này. Thằng này thì có phải là bằng thằng này này, thằng trên này. Đấy. Thì bằng 300 không? Trừ đi 0,01. Đó, thằng cũng trên nhá. Thằng dưới này thằng này này. Thì bằng gì? 100 trừ 0,01. Đó. Đúng chưa? Đấy, thế thì ta sẽ có thằng 300 này có phải bằng 3 nhân với 100 không? Trừ 0,01 đó. Thế nên đây 100 là A này, thằng này là B này. Vậy thì ta sẽ có bằng 3A trừ B. Đó, kết quả 3 nhân B cộng với là 100 nên là A này. A trừ B y. Đó, thì đúng như này không? Đấy, đúng đây. Tức là thực ra đây để chúng ta tránh cái việc nhân chia này. Nhân chia này nếu như các bạn ấy mà nhân mà nhân nhân này nhân tung ra thì chúng ta không bị nhầm lẫn thì kết quả ok, còn nếu nhầm rất là nguy hiểm. Mặc dù nó rất đơn giản thôi, cái này cũng rất đơn giản thôi, đây là một cái công cụ để chúng ta hỗ trợ cái việc mà chúng ta Casio nó nhanh dạng này. Ok, thì thầy giới thiệu vậy thì đương nhiên đến đây ta sẽ cũng phải quay về đây thôi, bấm máy thôi đây hạ này, từ đây ta quay về đây đó, tức là tránh cho ta một đoạn này để làm tự luận đó, đoạn này chúng ta làm tự luận. Thì nhiều bạn chỗ này này, chỗ này làm tự luận là đôi khi nó sẽ bị sai đấy, nhiều bạn bị sai. Chúng ta chú ý này, phía bên này này chúng ta để về ví 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 phải thì ta sẽ cho hai thằng bằng nhau, còn nhiều bạn là chuyển ví bên này can cả bên này cả cái thằng hai của bài y thì đôi khi dịch nó hơi khó một chút, đôi khi dịch hơi khó một chút, ta lưu ý như vậy. Thì nhà số nó to hoặc nó phức tạp đấy, thì chúng ta rất là khó. Ok đấy. Đây, câu số 13 tiếp tục này. Sang câu tiếp theo, câu số 14. À đây, câu số 14 là câu liên quan đến đề chính thức năm 2017. Đó. Thì đây là chúng ta bắt đầu nhìn xem này, cái đề chính thức này. Nhất kiến thức đầu tiên đó chính là mô đun. Mô đun này dễ quá rồi, căn bằng 2 của 2 bình cộng 1 bình chắc chắn là đáp án D rồi. Đấy, căn 5 đúng không? 2 bình là 4, 4 1 là 5, căn 5 rồi. Tiếp tục này. Câu số 15 quá dễ này, số phức z trừ đi 3y này, phần thực của z. Ôi quá dễ rồi, phần thực nhá, phần thực chính là số mấy? Số 2. Ồ thì là đáp án A rồi. Dễ chưa? Cái chỗ này đúng nhận biết luôn. Thì đến đây tìm tất cả số thực xy sao cho hai thằng này bằng nhau. Thì chúng ta nhớ đây hai 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 phần thực bằng hai hai số phức bằng nhau đây. Hai số phức bằng nhau thì phần thực bằng phần thực thằng này bằng thằng này. Và thằng này bằng thằng này. Đúng không? Hay nói khác là x bình trừ 1 thì bằng trừ 1, y thì bằng 2. Nói tóm lại x bằng mấy? X bằng 0 và y bằng mấy? Bằng 2. X không y 2 đáp án C, quá dễ, đúng chưa? Ồ thế đề chính thức thì còn dễ hơn rất nhiều so với những cái đề kia đúng không? Đấy. Trong cái đề thử nghiệm và tham khảo, nói chung là sẽ những câu này câu cho điểm, cố gắng lấy nhiều bạn này gì? À,
bộ cho điểm mình không thích cho đúng không, mình muốn thích kiếm cơ nên lại bỏ. Đấy, rất là phí. Đấy, cho thì mình cứ xin thôi đúng không, nhà ai cho mình cứ chịu khó xin vậy. Đấy, mình không điên cướp là được đúng không, cho thì mình lấy bình thường. Đấy, rồi câu số 17 này. Ồ, cái này thì quá dễ. Tìm số phức Z1 trừ Z2 phần thực trừ phần thực, phần ảo trừ phần ảo. 4 Z1 trừ Z2 trừ 7 phần trừ 3 trừ 3, chỗ này xem có thằng nào trừ 3. Ồ, khả năng nhìn thấy mỗi trừ 3 để đáp án là D rồi. Đấy, trừ 3 đúng không, trừ 3 trừ 3 là trừ 6. Đây rồi, đáp án D. Quá dễ. Ôi, câu cho điểm nữa. Đó, số phức z bằng 1 trừ y cộng y bình. Ủa, cái này nếu không biết thì cứ bấm máy đúng không? Thế còn nếu biết thì chúng ta thấy này, không bấm máy thì chắc ai cũng biết bấm máy máy rồi đúng không nhỉ? Không, mũ ba bấm bình thường. Đấy, thế còn chúng ta biết rồi thì y y bình thì bằng gì? Trừ 1, y mũ 3 thì bằng y bình nhân với y, y bình trừ 1 thì bằng trừ y, thế thôi. Đó, vậy đây là gì? Đây là trừ y. Ở đây trừ y là gì? Này, 1 trừ đi 2y. 1 trừ 2y, 1 1 1 A1. Cái hai thằng này A1 bên 0. A1 bên trừ 2, đáp án A rồi. Đó, đúng không? Đấy, rất là dễ thôi. Ok, tìm số phức Z thỏa mãn. Trời, chuyển vế đổi dấu, chuyển sang bên này đúng không? Thì Z bằng bao nhiêu? Z bằng, chuyển sang đây là bằng 1, chuyển sang đây là cộng 3, cộng 3 trừ 2 là cộng 1 cộng y. Đó, ui giời, 1 cộng y đáp án B. Ô, sao đề chính thức nó dễ thế nhỉ? Đấy, các bạn cứ học những cái đề thử nghiệm, học cái gì nó cao siêu, những cái này quá là dễ. Ok, câu số 19. Tiếp tục câu số 20. Lại tìm điểm biểu diễn của hai cái thằng này, quá là dễ rồi. Đấy, chúng ta thấy lại quay quanh lên quanh tìm cộng trừ điểm biểu diễn thôi, rất là dễ. Đừng học cái gì nó quá cao siêu thì sẽ mất thời gian cả. Z1 cộng Z2, Z1 cộng Z2. Z1 cộng Z2 thì phần thực cộng phần thực thôi, phần ảo cũng phần ảo thôi. Thằng này cộng này là bao nhiêu? Z cộng bao nhiêu? Z này sẽ bằng thằng này là trừ gì? Trừ 2 đúng không? 1 cộng với trừ 3 là trừ 2 đúng chưa? Rồi, thằng này cộng thằng này là trừ đi. Đó, trừ 1, à trừ 2, trừ 1, trừ 2, trừ 1 thì ngay chỗ này luôn, đáp án C. Đó, được chưa? Trừ 2, trừ 1. Rồi, câu 21. Z1, Z2 là hai nghiệm. Ok, lại là hai nghiệm của thằng này. Mà là biểu diễn Z1 trên một tính OM, UR. Tức là, chúng ta chú ý một chút. Thứ nhất là OM bằng cái gì? OM chính là bằng độ dài của, hay là chính là module đấy của Z1, và UN thì bằng module của Z gì? Z2. Đó, thế về thực chất thì ta từ cái phương trình này, từ Z bình cộng 4 này bằng 0 này đúng không? Z bình cộng 4 bằng 0 này, ta tìm phương trình thôi. Ồ, giờ tìm tìm Z bình bằng trừ 4 này, trong cái không gian thực, hay nói khác là trong tập số thực ấy, thì phương trình này vô nghiệm, nhưng số phức thì nó không vô nghiệm. Thằng này chính là trừ 1, chính là y bình đấy, 4 này, khai căn hai vế thôi. Z bằng cộng trừ 2y. Đó, cái này phải cộng trừ 2y. Được chưa? Vậy thì ô dễ rồi. Module này Z1, Z2 đều bằng nhau. Z này, module này Z1 bằng module này Z2 bằng mấy? Thằng này chắc chắn là bằng mấy rồi? Bằng 2. Cái hai thằng này bằng 4. Ôi, cộng nhau 4 đáp án D. Xong, vẫn là dễ. Ô, dễ quá chứ nhỉ, đúng không? Đây chính thức dễ thế nhỉ? Chưa đến câu khó. Đấy, câu này được gọi là khó một chút. Được chưa? Đó. À, đây gọi là khó hơn thì câu này chắc là mức độ vận dụng. Đúng không? Khó hơn một chút vận dụng. Chúng ta nhìn đây, nếu các bạn xem một số cái video của thầy thì thấy ngay đây là tập hợp của nó chính là một đường tròn. Thằng này tập hợp nó chính là một đường thẳng. Đó. Thế thôi, chúng ta sẽ tìm được ngay thằng này. Ok, thế mình cứ gọi là Z. Z có tọa độ x y đi. Nói là z bằng x cộng y chứ không phải tọa độ. À, phần thực là x, phần này ảo là y, và x y thuộc r đúng không? R. Và từ cái z
bằng 5 là này, thì tương đương với, chính xác nó chính là căn bậc 2 của x bình cộng y bình là bằng 5. Hay là tương đương với x bình cộng với y bình là bằng 25. Xong cái đầu tiên. Chưa? Cái thứ hai, z cộng 3 thì bằng z cộng 3 trừ 10y. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ có là gì? Căn bậc 2 của x cộng 3 bình cộng y bình. Đúng không? Này bằng căn bậc 2 của x cộng 3 bình cộng với y trừ 10 bình phương. Trước tiên bình phương hai vế này, bình phương hai vế và x cộng 3 bình và x cộng 3 bình hết này. Đấy, chúng ta sẽ có là y bình bằng y trừ 10 bình phương. Hằng ở thức ra thì đây y bình bằng y bình trừ đi 20. Đúng không? Trừ 20. 2 nhân 10 20 y cộng với 100, 10 bình 100. Đấy, hết rồi, tương đương y bằng bao nhiêu? 100 chia cho 20 bằng 5, đúng không? Hay là 10, đúng rồi. Bằng 5. Vậy ta thực ra chúng ta chỉ cần quan tâm đến y thì chúng ta đã thấy là đây có hai thằng đáp án giống nhau, chắc chắn là nếu có thể chúng ta sẽ là A hoặc là D rồi, loại ở ngay B và C. Nếu không làm được tiếp thì đến đây chúng ta thì có thể dừng được. Tuy nhiên y bằng 5 rồi, y bằng 5 thì thay vào đây. Y bằng 5 thì x bằng mấy? Y bằng 5 thì ta x bình cộng với 25 bằng 25 x bằng 0. Đó. X bằng 0 thì nó chỉ còn chỗ này trừ 4 thôi. Đáp án D rồi. Đáp án D. Đó, đúng chưa? X bằng 0 vào thì chúng ta thấy Z đây. Tức là chúng ta vi kép bằng 0 cộng với 5 y trừ đi 4 cộng với 3 y. Chắc chắn là bằng trừ 4 cộng 8 y rồi. Đó, đáp án D. Rất là dễ. À, cũng nhanh đúng không? Cái dạng này rất là nhanh, cho đặc biệt thì làm rất là nhanh. Cái này mức độ đoạn vận dụng. À, vận dụng hai cái ba lượng kiến thức vận dụng. Ok. Tiếp tục câu số 23. Ôi giời, cái này thì cũng dễ rồi, đúng không? Cái này nó quá dễ. Câu số 23. Câu hai số 23 là Z1 trừ Z2, Z1 trừ Z2, nhớ là Z1 trừ Z2. Z1 là 1 trừ trừ thành cộng, đây nó phải là đây nó hỏi là phần ảo thì tôi cũng không quan tâm đến phần thực. Trừ 3 trừ đi trừ 5 thì còn cộng 5, trừ 3 cộng 5 là còn 2, vậy đáp án là D rồi, đúng không? D. Tiếp tục thằng này lại bấm máy thôi, bấm máy và lưu vào rồi bấm máy thằng này tiếp. Ok, chắc là ai cũng bấm máy rồi, thử bấm máy cái nha. Cái này bấm máy thì bạn nào biết rồi, được chưa? Bấm máy nào. 9222 hay là 1 trừ 1 6 1 bằng trừ 1 6 bằng. Rồi mình kệ nó đi, mình đi vào store và A đừng nhớ nhiều. Rồi bằng tiếp store B. Ok, xong rồi. Rồi mút 2 nên ta bấm thôi. 1 chia A. Cộng với 19B. Xong. Bấm bằng ngay chắc chắn ra kết quả 1 phần 6 đáp án B. Đấy, rất là dễ. Được chưa? Ok, tiếp tục sang câu số 25. 25 thì lại còn dễ quá nhỉ. Ôi, toàn câu dễ thôi. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M? Điểm M tức là có tọa độ là gì? Trừ 2, 1. Trừ 2, 1 tức là số phức Z nó chính là Z bằng gì? Trừ 2 cộng Y. Trừ 2 cộng Y, trừ 2 cộng Y nè. Trừ 2 cộng Y là đáp án C rồi. Tiếp tục này. Đây là đề tham khảo lần 2. M biểu diễn số phức Z. M thì biểu diễn số phức Z. M biểu diễn Z như hình B, đây điểm M đây, Z đây. Đó. Ví dụ đây là A, B. Điểm nào
Trong hình vẽ biểu diễn số phức 2z. 2z tức là 2z này tức là bằng 2a cộng với 2bi. Nó tọa độ này gấp đôi đúng không? Ô, tọa độ gấp đôi nên 2a thì nó lên tới đây. Ở đây rồi. 2b lên đây rồi. Ok, chắc chắn là mẹ e rồi. Đấy, e, điểm e này lại c. Thấy chưa? Ok, đó. À, video của thầy thì tạm thời dừng ở đây, thì hết phần 1, phần sau thì thầy sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp các câu trong cái file đề của thầy. Đấy, cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.